Hello, chào anh em, chào tất cả mọi người nha. Chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Thì nhiều anh em bảo là tại sao lại không vào được game đấy, bởi vì là game nó đang bị chặn đường nhà mạng anh em ạ. Nên là vì thế anh em tải cho mình cái ứng dụng mùa 1 về và anh em bật lên iPhone cũng như là Android thôi đấy. iPhone thì vào App Store mà Android thì vào CH Play. Anh em sẽ tải ứng dụng mùa 1 về và anh em bật lên là anh em sẽ vào game ngon nghẻ như bình thường nhé. Còn đối với anh em nào mà vào tải về mà vào được luôn ấy thì không cần tải làm gì. Ok, thì quay lại cầu thì hôm nay là xem cầu chạy theo cái xu hướng gì. Ui, vừa lướt qua thấy quả hũ to thế anh em ơi. Hũ này mà đá được vớ phải vấp phải một quả hũ này thì thôi biết mặt luôn đúng không? Hũ chín tỏi không phải đơn giản đâu em nha. Chín tỏi mà nổ cho mặt người chỉ với em nhìn thấy người này ít này, chắc chắn là không quá được 400-500 người đâu, đúng không? Ít là ít người thôi. Nhưng mà game này là game kiểu là chơi nó không có bot nên là vì thế là số lượng người thì là số lượng thật, không bao giờ mà có bot vào chơi với anh em đâu. Đấy, ôi, cái mặt người này rất là ít này. Thôi tiếng này võ bác sĩ đi, nhìn trông ngứa tay quá anh em ạ, không thể nhìn được đợi thấy sau được. Vã luôn tiếng này và chịu 6 củ mốt luôn nha. Tiếng đầu tiên gọi là khai xuân anh em ạ. Hy vọng là đầu nó xuôi một tí đúng không? Tiếng đầu ăn chê mà tiệm mà phát nào. Chẳng chân không. Ôi ôi, đã quả xỉu nặng 556 anh em ạ. Đèn má nó phá quả xỉu nặng như thế này thì à, hóa ra là cầu khuôn mình đi bẻ ấy chứ đúng không? Quả khuôn 242 mình lại đi bẻ quả xuống xỉu là do mình sai đúng không? Đó. Nếu như mà mình bắt thật tài thì quả rồi nặng thì chắc cú nhỉ. Nặng góc nào cũng cũng được ăn. Mình đánh quả xỉu nặng góc nào cũng cũng chán. Ok không sao, một con tài 16 à. Gõ tiếp vào tài anh em nha. Có tiếp vào tài cho mình 10 củ vào tài này được chưa? Xem là hợp lý chưa? 10 củ vào tài nó luôn. Tiếng đầu tiên không xưa rồi thì cố gắng là những cái tiếng giữa lọt được anh em ạ. Ok, 14 16. Xem là nó như thế nào, 14 16. 14 16 à. Hợp lý nha. 14 16 tiếng này có khi là kép 16 đấy anh em ạ. Ui đúng, gần như là đúng anh em ạ. Nặn 56 tiếp này. Có một con 6 à, có một con 5 xuống thôi. Đây là con tài 12. Ok, gỡ lại cái tiếng trước để còn lãi ra ấy chứ đúng không? Gỡ tiếng trước để còn lãi ra thì quá là đẳng cấp luôn. 14 16 12. Cầu này vẫn còn con tài 11 nữa anh em ạ, chưa hề gãy nha. Vẫn còn thiếu một con tài 11 nữa. Điểm tài gần đây là chưa thấy có 11 đâu. 4 củ rưỡi làm lại đi đúng không? Làm lại vừa thấy to tiếng này thấy nhỏ thôi. Chẳng có nhẽ lại sai đúng không? Mình nghĩ là theo cái cách mình chơi mình bắt thì cái đoạn này mình trông rất là quen. Khả năng mình bắt rất là nhiều rồi. Thế là mình rất là tự tin anh em ạ. Có thể là một hai tiếng nữa nếu mà ăn thông ấy mình sẽ vào mạnh ở những tiếng thứ 4 thứ 5. Mình cảm thấy được là ta mất nét rồi thì mình vào tranh thủ vào vào mạnh đúng không? Đấy, nên cái mục tiêu cái té luôn. Mặt tiền khá là cân nhau này, cũng không trên lệch khá là cao đâu nhá. Chơi này mới thích đúng không? Đấy, nhiều game chơi tiền cứ 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 kiểu là rất khó chịu về. Ok, bú tiếp này, vừa đủ chân nha. Một con tài 11 đúng chưa? Đấy, thiếu con tài 11 thì đúng là con tài 11 ra luôn. Đấy, nói chung là vẫn là nét nhỉ. Thiếu gì cần gì là nó ra như thế luôn. Đấy. 10 12 xuống 11. Khả năng cao ở đây vẫn là có con tài 11 kép thì chỉ hỏng nên là tiếng này vẫn bắt là tài tiếp 3 cụ 8 thôi. 3 cụ 8 và tài cái tiếng này. Xem là nó như thế nào đã anh em nhỉ. Xem hợp lý không? Ok, 9 tỏi 6 rồi thì tiếng này nếu mà lên tầm 12 13 tỏi là ngon anh em ạ. 12 13 tỏi là ngon. Đó. 23 tỏi nhổ húp tầm này thì bây giờ đang là gần 2 giờ chiều ấy, chắc tầm nếu mà nổ á, tầm 4 5 giờ chiều sẽ nổ. Với cái mức hũ này tầm đến lúc đấy là cũng 12 13 tỏi thì nổ là hợp lý anh em ạ. Con hũ này kỷ lục mình thấy là tầm 60 tỏi rồi nha. Game này ấy, nó to lắm. Ui, chẳng chân thế. May là đánh nhỏ nhưng mà may là đánh nhỏ 233. Vậy thì sớm nhỉ. Thật là bệt 55 thì ngon.
không theo được, không theo bền được. À nhầm, không theo cầu thì nó không không về được như thế. Con chịu 8 à? Chịu 8 hơi căng, bởi vì là những con 8 này ra 8 bền. 8 đây nó cũng để là chân, 8 này là bóng nó cũng gãy. 8 này là chân thì nó bền. 8 này là kép thì nó ở kép 8. Không nói rồi, 8 này là 8 quả bóng của cháu thì nó gãy này. 8 này khả năng cao là bắt tên tài thôi. Quay đầu bắt tài hợp lý hơn đúng không? Tài đang thiếu một điểm này. Ok, 10 cổ vật. Cổ và tài như thế này nhá. Ok. Khá là căng thẳng như mạng, khá là đấu trí đúng không? Cái quả này thì đúng là khó, đúng là sượng, bắt bắt không 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 chuẩn là anh em sai luôn. Ui, bên kia nhiều thế. 61. Ui, 6 hoa ra 1 anh em ạ. Một con chữ 8 và chữ 10. Ê, chẳng nhẽ bây giờ nó lại chạy là 8 10 10 à, hay là 8 10 8 à? Nhìn như cái điểm trước có 8 10 nó gãy rồi này. Là đa số có 10 gần đây mình thấy là 10 nào cũng gãy nhá, chứ có 10 ở cầu bệt này, này. Gần đây nó lại bệt này. Hay cái điểm này nó đẩy qua rồi thì nó là cầu khác rồi đúng không? Thế thì theo cái xu hướng hiện tại thì bây giờ là 8 nó nằm lại. Thế thì bây giờ mình sẽ bắt lại vào một con xỉu tiếp anh em nha. Đấy, một con xỉu tiếp liều con nhiều nhá. Liều con nhiều này anh em này, ăn là nghỉ, ăn là té luôn nhá. Đấy. Không biết như thế nào đây. Cái game này thời gian thoải mái tận 1 2 giây anh em vẫn vào được tiền, thì anh em cứ thoải mái tính toán kỹ lưỡng soi cầu chọn vàng thì vào vốn nó sẽ ok hơn, chứ đừng đánh gọi là vội vội bằng vàng là rất là khó. Thì đây có 2 cộng, ui đậu xanh 44, sắp 4 em ạ, khó chịu nhờ. Không phải liều con nhiều được anh em ạ, nè thế một con tài 12 đúng không? Đúng là đa số là 10 đều gãy thật, dính ngay cái quả cầu bệt lừa này, 10 lừa này. Cày. Okay. Tài 12 thì hai bệt, 12 gãy. 12 bệt, 12 gãy. 12 gãy. 12 nó ở tài này, 12 nó ở tài tiếp này. Đá thêm con tài nữa nhỉ. 10 12 chẳng hạn xuống con xỉu 9 à. Nghĩ gì là phang luôn nhé anh em nhé, không nên là hoãn cái sự chuẩn xác này lại được. 50 mà vô tiếng xỉu xịt, tiếng này phải vang lại tiếng xỉu anh em ạ, hơi he đúng không? Khá là nhiều nhiều vốn hơn, nhiều tiền hơn ở bên cửa tài. Tiếng này cứ phải là nét anh em nhá, nặng trắng chân nhá. Nãy vừa là ui đồ hộ tài à, ui gì đây đấy anh em ơi, bú luôn một con diều chín thật anh em ạ. Đúng là một con diều chín thật, cái cầu dây 11 mà bảo sao là thiếu thiếu, hóa ra là nó thiếu con chín, đúng thật chạy cầu dây. Ok, cuối cùng là chốt lại thành công, cũng là liều ăn nhiều khác anh em ạ. Ok thì những cái video này mình sẽ tạm dừng ở đây và hẹn anh em ở những video sau nha. Chốt lại thành công trong ngày hôm nay rồi. Ok, chào anh em, chào người nhá.